Dương Cẩm Linh nghỉ dưỡng cùng hai con ở Đà Lạt. Diễn viên Dương Cẩm Linh nói Will và Liam, hai con trai cô, thích thú khi được mẹ đưa đi chơi ở Đà Lạt dịp hè. Dương Cẩm Linh nói hai con của cô sinh ra ở thành phố, xung quanh là những tòa nhà cao tầng và xe cộ lưu thông qua lại. Khi được mẹ đưa đến thôn Lũng Kẻn nằm dưới đèo Mimosa, thành phố Đà Lạt, cắm trại, các bé tỏ ra thích thú khi được ngắm nhìn quang cảnh thung lũng với bãi cỏ xanh, suối chảy róc rách mà hàng ngày chỉ thấy trên màn ảnh hay sách. Hai con là tài sản lớn, động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Chuyến đi là phần thưởng tôi dành cho mình và các con sau biến cố. Lần đầu Will và Liam được gần gũi thiên nhiên đến vậy. Tôi tin đây là những trải nghiệm các con nhớ mãi, cô nói. Dương Cẩm Linh và hai con cắm trại ở thôn Lũng Kẻn, thành phố Đà Lạt. Will và Liam thích thú khi cùng mẹ lội suối. 7 tháng sau sự cố bị chặn đường đòi nợ, Dương Cẩm Linh cho biết cuộc sống của ba mẹ con cô đã ổn. Hiện, cô bán hàng online kết hợp quay livestream theo yêu cầu của nhãn hàng và trở thành đại sứ của một thương hiệu nước hoa. Người đẹp nói sau tất cả những gì xảy đến, cô thấy mình hạnh phúc và may mắn vì có hai con là động lực. Cô cho biết dù một ngày có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ôm con vào lòng và nhìn các bé vui cười một cách bình yên thì mọi buồn phiền cũng tan biến. Động lực và niềm tự hào của tôi chính là các con. Tôi tự dặn bản thân phải sống lương thiện, bởi tôi biết đó là chìa khóa để cùng các con có cuộc đời bình an, diễn viên tâm sự. Sau hai lần đổ vỡ, Dương Cẩm Linh chọn cuộc sống mẹ đơn thân, chăm lo con nhỏ. Cô thừa nhận hành trình vất vả này giúp bản thân khai phá được sự mạnh mẽ trong con người mình. Với cô, được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Do đó, cô không bao giờ than vãn hay nghĩ các con là gánh nặng. Nhờ con mà tôi mới hoàn thiện, tốt hơn từng ngày, cô nói. Dương Cẩm Linh sinh năm 1982, quê Đồng Nai. Cô từng đóng Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Những Ông Bố Độc Thân, Mặt Nạ Máu. Năm 2018, cô chia tay chồng, nhà sản xuất Anh Khoa. Họ có một con trai. Tháng 8 năm 2022, diễn viên thông báo chia tay bạn trai mới, hiện làm mẹ đơn thân của hai con nhỏ là Will, 7 tuổi, và Liam, 2 tuổi. Hồi đầu năm, cô vướng ồn ào nợ nần, bị chủ nợ tung video bóc phốt. Gần đây, diễn viên cho biết đã trả nợ được 3 tỷ đồng, đang tích cực làm việc để trả các khoản nợ còn lại.